tao có nhà nha. Bữa nay em thấy ruộng chắc chỗ của nhà người chắc nước nữa cả, người nay em đi bắt có mà cái nhà đi với cùng gia đình em nha. Em xin chào. Rồi. Em xin chào cả nhà nha. Em mời cả nhà đi bắt cá cùng gia đình em. Cá cứng. Tại đây hay là mình lấy cái đú anh. Mình bác ha. Vậy vậy gì con vú đi. Cái gì vậy? Cái nhà mà em giờ em lặt mặt cam làm gì em cá nhân lòng đi em ơi, lòng mưa này xuống tốt quá ha. Đây em ơi, tốt quá nè. Mười xuống này ha. Cà lê men hái tiếp. Sáng mưa này là mình rau gì nó cũng non ha. Ừ, dễ ăn rau. Ăn cái gì, muốn ăn cái gì thì có. Ăn lòng ăn cũng mát mà. Bổ. Quá. Giờ nhấn lọc hái một tay đi. Tới đọt. Cái nhà. Ừ, hát tiếp mẹ hát đi. Ừ. Rồi bỏ vô. Nhiều được em ơi, vô anh thấy cả bún. Ừ. Em chào cả nhà nha. Mình chào anh em nha. Hôm nay em nấu mà đổ cua đồng cả nhà. Tại vì hổng em đổ đúng được mấy cua nè. Vì em cũng mua thêm miếng thịt chứ nữa, và cái trái cá này nữa em nấu chung. Còn
Đây là rau tập tàn của nhà em hái nè, hồi em hái con muốn thêm. Nay em ăn với mì cả nhà. Còn tỏi này thì em để ngồi phi chấm thơm. Mời cả nhà cho biết cùng em à. Em xin chào cả nhà. Hôm nay em nấu lẩu cua đồng ăn cả nhà. Nay em đâm cua để em nấu. Để chừa mấy cái càng cho con cái gì. Còn mấy cái càng bự bự luôn. Chữa mấy cái càng với cháu Thi. Con Thi thích ăn càng cua đó. Bây giờ em lượt mất cua luôn. Đã nghe lượt đó. Thế nước kia. Thêm nước nữa. Nước là gì vậy? Cho nó ra cua. Em cũng lượt xong rồi, để đi. Em đi hái rau muống, biết sao giữ về em Lan cũng đâm cua sơ được xong rồi, giờ em bắt nước nồi lên. Lửa cháy em để chảo lên, giờ chảo nóng em để dầu vô.
cua bông sẵn này em để lên thôi. Nè em nấu cái chảo đi, cái chảo cho nó tiện. Để cái nồng, để cái nồi, cái nồng nữa. Cái thùng nước nó dần đó nha. Có gì mình nấu nước múc nó tiện hơn. Hành nó cũng vàng nè, em để thịt vô. Thịt nãy em cũng sơ chế rồi. Cái chanh thì em để nước cua luôn ở giường nó luôn em rồi mình nấu đổ cua đồng một tỷ nè lại thì giao tập đoàn tháng mưa nè cho giường nè ha. Hết luôn em ơi, hết nước cua luôn kìa, cua một cái sạch dữ. Bây giờ em ốp chả cá nhà hồi nãy em đi mua cái chả cá mà cái đứa nhỏ ăn không được, để em để dầu vô cái thao này đựng dính cá. Giờ em để cá vô. Dạ yeah, nếp trái cá thì em hay bạo con muốn nha anh. Gia vị nè em để sẵn trong dĩa rồi em dựng ốp vô. Hành tỏi em cũng băm thì băm rồi, em để vô. Cho chút tiêu vô. Em để miếng bột bắp vô cho nó ra. Bấm đi. Lấy không? Bấm đi. Rồi. Em khuấy cho nó đều. Vừa có câu chín nó rồi vô nữa được. Cá em cũng để là vậy xong giờ em để đây rồi em dò vô đây cả nhà. Thịt có tờ thịt cua nó mọc mới nấu xíu lên đầy chảo cho giáp mặt cái trang chảo rồi. Giờ em chín định nêm gia vị vô để muốn cua gà thì tính trong cho nó cá lạnh nữa. Vừa ăn em để vài nước muối mắm nữa thôi, em để cho cá lên cả nhà. Giờ em nặng đi đường nào cũng nhiều tới hết lấy được hai em hay là bự nữa chuyên nghiệp quá ha, tiện không tròn thì rút lên cái ngon quá ha. Đẹp tay luôn, chuyên nghiệp đó. Nó khỏi cái giòn nó cong dính màu đẹp quá ha, cá này rồi xong xong cả nhà quá ngon rồi đều này cả nhà. Bây giờ em cũng chín rồi, bây giờ em nhắc xuống đường dọn cả nhà. Giờ em thịt cá em cũng chín rồi, giờ em dọn ngang. Đây là mì gói, đây là rau tập tàng, đây là nước lẩu ngon quá.
Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Em có nhận được số cua rồi giờ. Em lại nghĩ nấu lẩu cua đồng. Giờ con xong rồi con lại cái nhà dùng với đình em. Mời cả nhà dùng lẩu cua đồng với đình em. Lẩu cua đồng. Bỏ mì vô đi. Đi cho con để đi. Thôi nóng quá. Mới cho con một cái. Coi chừng nghe. Thôi chừng nghe con không nha. Bỏng đó. Rồi. Sao con lấy tới thì em mẹ lấy cho. Thôi. Cái này chín rồi nè. Để gắt không chín hết rồi đó. Trời ơi biết rồi. Để nghe nè. Nóng 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 nóng. Để mẹ gắt cái gắt cho con đi. À, thì mẹ lấy cái gắt cho con nghe xem. Con lấy chả gắt nhúng cho nó nóng ăn nè, nhúng nhúng nhúng. Vậy. Rồi gớt chổng ngoài. Tiêu à? Tiêu à? Để rồi cho để tiêu đó mà ăn được. Để lấy thì mẹ gấp cho. Vậy con thơm rồi đó. Ăn cái ngàn cái tiêu luôn à. Đây, 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 đây. Cục con đâu để cho cái mì. Nè, thấy cục da cạp với con. Có da đó. Nha. Hồi nãy cho nó nấu. Nha. Nha. Có da cạp sao quá thì để em bắt rửa. Cục này bự quá. Cạp đi, cạp đi gấm, nó cạp đi. Cạp đấy đấy. Sao nó cạp đi. Nè nè, Út từ miếng da nè Út. Miếng da cạp đi. Thôi để lên đi. Da hết luôn. Để nóng đi. Nè tiêu nè. Một phần da thì nãy cho ông để cái đồ ấy nữa. Tiêu hả? Con gấm này nè hả? Tôi để cho đất cho không biết đâu, nó không cao không đúng không á? Cũng xương. Xương hả? Rửa đại đi. Sao quá em bớt rửa anh. Ok hả? Ừ. Em không nhá. 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 Đây nè, cắn được cái cục cua. Cao lắm. 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 Cao mì nữa không mẹ? Mẹ. Mẹ ơi, tắt cửa đi. Bước rửa đi hả? Nóng quá nóng rồi. Tại mình nóng dở. Mì này ngon lắm nha. Mì dở ha. Mình nữa quá. Không quá hả? Nè vào đi. Ăn gì? Lẩu cua đồng. Lẩu cua đồng. Mặt chú này. Lẩu cua đồng. Ta mua cho con. Cho thật cái ngoan hả? Ê thôi, cũng trắng vô hộp chứ. Cái này phụ. Mày này nó dai. Bớt rửa. Bớt rửa ha. Em bớt rửa rồi đó. Con rửa cây nhớ thầy. Cây rồi. Cây gần nữa đi. Nóng không? Nóng rồi. Cái tục tiêu. Này mình để cái cây rồi. Cây nhớ đây. Mà mình nhấp cho nhấp mì đi con. Để hỏi nữa. Cua nè. Thịt cua. Không biết mì. Đây mẹ gấp mì ta. Quá tải. Hai con chèn. Quá tải cái nồi rồi. Này đưa cái này mẹ gặp. Nào bự quá hả cha. Ừ.
Ngon hả? Đại gấp là con nè. Thật cũng như cũng mềm vừa tính không tới luôn nè, ngọt ngọt ha. Vậy ngon. Nóng nóng vậy. Ngon. Nóng qua nó nóng bỏng nhỏ. Tại mình cũng thấy nóng rồi tại gấp đầu luôn. Thả mình đứng khó vậy. Con quen á. Con cua. Giờ con đeo con cua cho con cẩm không? Có mẹ có điều kẹo lại cho con. Mẹ nấu cho con càng nè. Càng nè. Thôi hả? Cái này muốn mình để vô ha, chứ nó rốt được em mà. Nếu mà thì chín quá ha. Dạ, nó ra không giòn. Nó là nó giòn. Cái này ra tốt. Ừ. Nó mưa dễ thôi. Nhảy ngồng. Nhảy ngồng. Nhảy ngồng ra tập tàn con. Nó nhảy ngồng mà. Ừ. Nhảy đủ lỗi luôn. Nhảy ngồng tập tàn à. Nhảy hả? Nó hiểu. Là nhiều rau để học đó. Sao anh nói? Bây giờ biết rồi. Để ngoài nhắn ngủ. Ừ. Để ngủ nè. Để chấm ớt cho nó có gì. Để ngủ nè. Ngoài chấm. Ừ. Ôi hả, em nay hấp luôn cho đỡ nó. Này gấp miếng mì nữa nha. Đây. Mình lấy cái giỏ hết, mình hết sạn mình lấy gấp nè. Ờ. Đây đưa đây, đưa gấp ờ. Đây. Ờ. Đây. Ờ. Đây. Đây nè. Gấp cho. Có ngủi. Để nóng. Thì gấp còn chưa gấp rồi. Còn hả? Ừ. Dạ. Muốn không?
con làm bé. Thích thì đăng ký kênh chia sẻ nha. Hẹn cái nhà clip tiếp theo. Bye bye.